Chào anh em, thời gian gần đây thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của anh em về các bộ chuyển đổi chơi game bằng phím chuột. Và trong ngày hôm nay mình sẽ làm hẳn một video giải đáp hết các thắc mắc của anh em về bộ chuyển đổi này. Ok. Thì câu hỏi đầu tiên mà mình nhận được rất nhiều đó chính là: chơi bộ chuyển đổi trên điện thoại có bị ban hoặc là bị khóa hay không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì các bộ chuyển đổi nó sẽ hoạt động trên nguyên tắc là mát phím trên màn hình cảm ứng, không can thiệp vào game, cũng như là game sẽ không nhận định là phần mềm thứ ba, đồng nghĩa với việc là anh em sẽ không bị ban, bị khóa hay là bị nhận định là chơi giả lập, cũng như là mình sẽ chơi với những người chơi mobile bình thường khác. Thì câu hỏi thứ hai đó chính là bộ chuyển đổi có chơi được cho iOS hay không, và điện thoại nào thì sẽ dùng được bộ chuyển đổi. Thì hiện tại iOS từ 13.3 trở lên thì các pháp sư Trung Hoa họ chưa có phát minh ra được cái bộ chuyển đổi nào hỗ trợ được nha. Còn nếu mà với các dòng điện thoại hoặc là iPad, iPhone dưới 13.3 trở xuống thì vẫn có thể kết nối được, nhưng mà chơi nó sẽ không ổn định, nên là mình khuyến cáo anh em là không nên chơi. Còn đối với các dòng điện thoại Android, hệ điều hành Android chỉ cần từ 10 trở lên thôi, và cũng như là sử dụng dòng chip mạnh như là MediaTek nè, Exynos nè, Snapdragon, thì anh em vẫn có thể hỗ trợ chơi rất là mượt, rất là ngon, không bị lag, bị khựng luôn. Và đặc biệt là cấu hình phải mạnh xíu nha. Rồi, còn nếu các dòng điện thoại như là Unisoc hoặc là Google Tensor thì phải test được thì mới biết được là có kết nối được hay không. Nên là anh em có thể ghé cửa hàng bên tôi để được hỗ trợ tư vấn cũng như là kết nối thử nha. Thì câu hỏi tiếp theo là chơi bộ chuyển đổi có bị delay hay không? Thì nói về độ delay thì hầu như là không có, bởi vì cái bộ chuyển đổi hỗ trợ Bluetooth 5.0 rồi. Nên là điện thoại của anh em nếu mà kết nối được Bluetooth 5.0 nè, Wi-Fi mạnh, cấu hình mạnh thì chơi cực kỳ ngon lành cành đào luôn. Còn mà điện thoại của anh em nào cấu hình nó hơi yếu xíu hoặc là Wi-Fi nó không được ổn định á, thì anh em nên tham khảo những bộ có dây thì chơi nó sẽ an tâm hơn, như là bộ M2, M3 hoặc là Mixlota nè. Hỏi tiếp theo cũng được rất là nhiều anh em quan tâm, đó chính là bộ chuyển đổi này có chơi được những tựa game nào khác ngoài PUBG nè, Liên Quân, Free Fire, Tốc Chiến, Call of Duty hay không? Thì thường cái bộ này nó sẽ chia làm hai dòng hỗ trợ game chính là game MOBA và game FPS, TPS hoặc là game sinh tồn. Thì cái dòng game chiến thuật cũng như là game nhập vai như là game Sea Impact hay là Tam Quốc Chiến thì là khá làm sao? Thì câu trả lời là vẫn hỗ trợ tốt nha anh em. Nhưng mà để lựa chọn được bộ nào phù hợp chơi với game nào thì anh em phải liên hệ qua website mà hóa là bên mình để được tư vấn kỹ hơn nha. Vậy thì ngoài việc chơi game, các bộ chuyển đổi có hỗ trợ gì khác cho anh em được hay không? Điểm đặc biệt của các bộ chuyển đổi nhà matching thì nó có chế độ văn phòng nè, giúp anh em có thể nhắn tin, lướt web hoặc là đánh văn bản như một PC và thực thụ trên chiếc cái điện thoại của mình luôn. Rất là tiện lợi đúng không nào? Và câu hỏi cuối cùng mà mình nhận được rất là nhiều của anh em, đó chính là nếu mà anh em đã có phím chuột ở nhà rồi thì có chơi được cũng như là kết nối được với cái bộ chuyển đổi này hay không? Thì câu trả lời là được nha. Anh em vẫn có thể sử dụng những phím chuột của mình để chơi những cái bộ chuyển đổi này. Tuy nhiên, đối với những cái dòng phím chuột không dây thì vẫn có thể hỗ trợ kết nối qua cái cục receiver USB, nhưng mà nó sẽ không ổn định lắm đâu. Nên là mình khuyên anh em là anh em nên sắm cho mình một bộ phím chuột có dây thì sẽ ngon hơn nha. Vậy đó là những câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất của anh em. Hy vọng video này đã giúp anh em giải đáp những thắc mắc về bộ chuyển đổi. Còn nếu mà anh em còn những câu hỏi nào thì hãy bình luận phía dưới, mình sẽ giải đáp ở video tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em nhé.